Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin vui, Giáo hội Việt Nam, Đức Thánh Cha Francisco vừa bổ nhiệm tân giám mục giáo phận Thái Bình, tạ ơn Chúa. Tòa giám mục Thái Bình số 6 Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình thông báo: Kính gửi quý đức ông, quý cha, quý tu sĩ, quý chủng sinh, quý hội đồng giáo xứ, giáo họ và anh chị em tín hữu. Hôm nay, ngày 29 tháng 10 năm 2022, Văn phòng Tòa Thánh loan tin vui, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, Giám đốc Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình, làm giám mục chính tòa giáo phận Thái Bình. Kế vị Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ đã tới tuổi được Tòa Thánh cho nghỉ hưu. Chúng ta dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, tri ân Đức Thánh Cha và cầu nguyện cho Đức Cha Phêrô và Đức Tân Giám Mục trong sứ vụ mới. Sơ lược tiểu sử Đức Tân Giám Mục Đa Minh Đặng Văn Cầu. Sinh ngày 17 tháng 7 năm 1962 tại giáo xứ Lương Đống, xã Đông Giang, nay là xã Hà Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Từ năm 1971 đến năm 1982, tu học ở Tiểu Chủng Viện Mỹ Đức. Từ năm 1982 đến năm 1989, giúp việc Văn phòng Tòa Giám mục Thái Bình. Từ năm 1989 đến 1995, học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Ngày 9 tháng 3 năm 1996, chịu chức linh mục tại Giáo phận Thái Bình. Từ năm 1996 đến năm 2000, làm chánh Văn phòng Tòa Giám mục Thái Bình. Từ năm 2000 đến 2005, du học tại Pháp, bằng cao học mục vụ huấn giáo. Từ năm 2006 đến 2009, chánh Văn phòng Tòa Giám mục Thái Bình. Từ năm 2009 đến 2014, chánh xứ Giáo xứ Văn Lăng, Giáo phận Thái Bình. Từ năm 2014 đến 2017, đại diện Giám mục miền Hưng Yên, hạt trưởng Giáo hạt Đông Hưng Yên, chánh xứ Giáo xứ Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên. Từ năm 2017 đến nay, làm Giám đốc Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình. Ngày 29 tháng 10 năm 2022, được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa Giáo phận Thái Bình. Ngày lễ mãn nhiệm và tấn phong Giám mục sẽ được thông báo sau. Từ nay cho tới ngày lễ tấn phong Đức Tân Giám mục Giáo phận, trong thánh lễ phần kinh nguyện thánh thể, quý cha đọc như sau. Cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ, nhờ lời truyền cầu của Đức Trinh Nữ Mân Côi và Thánh cả Giuse, xin Chúa luôn gìn giữ chúng ta trong ơn bình an và hiệp nhất. Thái Bình, ngày 29 tháng 10 năm 2022, Linh mục Gioan Chu Văn Yên, Văn phòng Tòa Giám mục Thái Bình. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.